tiệc trường cấp Đà Lạt. Nói chung thì cũng khá là đẹp nhưng mà rác quá, ở dưới toàn là rác không à, nước dơ quá đâu không biết. Đường vô cái thông Cô Đơn, đường này dễ đi. Chỗ cây cầu á nó còn chỗ qua không? Hả? Cái cầu mà qua cây thông á nó còn không? Nước lớn qua được chú. À, nước lớn nó trôi cầu hả? Dạ, không qua được luôn. Này về bán kiển hả? Dạ. Cái gì vậy? Ngày mai. Ngày mai hả? Có mai ngộ ta. Lớn cái cầu nó không có qua các bạn, còn cái đường kia đi thì khó lắm, thôi vòng ra đó xuống đó là hồ Suối Vàng các bạn, rồi mình đi xuống nữa là cây thông Cô Đơn, nó nằm ở hướng trước mặt thôi. Đường phê lắm các bạn, quay lại, quay lại là quảng té nè. Xe mình nó cao, cái nó độ lên cao chống cảnh tới này, mấy xe quay rồi đi được, xe quay xin chờ rồi đi được. Quan trọng là mấy cái gãy cây các bạn, nó tức nó lên không được.
đường đá lồi lõm thì cũng không đến nổi đó, nhưng mấy rễ cây nè. Đi nó giặt người lắm, thay ngựa. Thôi, chào thua. Chịu thua các bạn. Vô đó không khéo rồi, què giò rồi, hết đi luôn. Tuổi trẻ thì dễ, nó có sức. Có chạy xuống cũng mau lành luôn các bạn, mình không làm nổi. Ở Tây Bắc vậy chứ đường nó không có, nó chốc nhưng mà nó không có rễ cây rồi. Ô, cái Everest đẹp quá, có rễ cây được nhiều. Nhà máy thủy điện thành lập năm 1945 các bạn. Đúng là Pháp nó làm năm 42 á, xây dựng năm 42. Thì bây giờ là Việt Nam tiếp quản là của công ty điện lực. Vô là 2.500 m. Ở đây thì nó cũng có cái suối các bạn. Nó cũng gọi là tuyệt trùng tóc á. Tuyệt trùng tóc 2 của Đà Lạt các bạn. Chạy vô phút thử coi. Thì vô 2 cây số là sẽ có cái suối đẹp. Cái xuống đó đó các bạn. Người ta cũng có vô đây cắm trại tắm rồi nữa. Nhưng mà bữa nay ngày này vắng chắc không ai vô đây đâu. Không dám đi hả? Có ai trống không? Dạ. Có nhiều người trong đấy nhưng mà nó không đẹp. À, có người trong hả? Ừ, dạ nhiều người. Tại vì học tính đi vô mà thấy vắng quá không dám đi. Có dưới có nhiều. Có người phải không? Vô 2 cây số đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Chạy vô thử coi. Nó có cái thác nước gọi là tuyệt trùng tóc 2 Đà Lạt. Trời vắng quá. Xe cộ đậu rồi. Vô đây mát lạnh các bạn.
có nhà ở rồi. Đây chắc là dịch vụ gì. Tới suối cho em, tới suối cho em. À, cảm ơn nha. Cái hàng rào này nhà nước làm hay dân làm em? Cái hàng rào dưới đó không biết hả? Tới cái suối chưa? Tới cái suối chưa? Không biết luôn. Nhiều người dân tộc đó các bạn, ta ra ta lại không có rành. Nhiều khi ta nghe cái tiếng kinh còn không được. Đó, ta tới xuống rồi các bạn. Là lắc hai. Mình đi hai ba người dính đi, mình sợ quá, xanh rồi. Người đi dưới tuyệt trình cấp 2 nha các bạn, tuyệt trình cấp 2 của Đà Lạt. Ồ, suối cũng đông nữa. Xuống nó tắm. Rét quá trời. Đây là thiệt tình cốc 2 nè các bạn, nước nó xanh màu ngọc bích ha. Rất là đẹp luôn, con đám nó đang ngồi nhậu chứ kìa. Đó, cái thác này nó chảy xuống đó các bạn, cái suối. Chạy vô cho biết thôi các bạn, chứ chạy ra. Center. Ồ, có chiếc bên xa ở Yamaha. Mấy tụi trẻ này vòng vòng với chụp hình. Cái hồ nước nó xanh biếc luôn.
mấy tụi nhỏ nó xuống dưới nó chơi, nó khoái, cởi quần rồi nó tắm luôn các bạn. Đó, cởi quần rồi nó tắm luôn. Đẹp nhưng mà rác nhiều quá. Đây là tiệc tình cóc nha các bạn. Tiệc tình cóc 2.